Mấy ngày vừa qua anh rất cảm thấy ăn năn hối lỗi khi mà để cho em phải leo cây quá nhiều lần và khiến cho cơn tức giận của em ngày một leo thang. Anh rất là ăn năn. Nếu như hôm nay mà em không tha lỗi được cho anh thì đây, em hãy dùng con dao này kết liễu anh luôn đi. Em làm đi. Đùa đấy. Cất cái này đi này, này đứt tay đấy nhá. Đùa thôi. Anh đùa thôi. Đấy, đây mới là thật này. Bó hoa này sẽ thay cho lời xin lỗi của anh. Lời xin lỗi là của mình, sao phải nhờ kẻ khác nói? Cũng đúng. Cái này có vướng không? Anh nghĩ là bỏ ra đi. Bỏ ra. Anh xin lỗi em. Thôi, cho người ta xin lỗi đi. Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi mà. Ôi. Alo. Cái gì? Họp gấp á? Bây giờ nhá, người yêu tôi là thứ tồn tại duy nhất. Còn họp hay không họp không quan trọng. Thế nhá, không họp đâu. Đấy, em thấy không? Họp với anh không quan trọng tí nào. Em là quan trọng nhất đây này. Lần cuối cùng này. Đau không? Đau thật à? Đau thế. Em xin lỗi. Ôi, tha lỗi.